Nhà nghèo mua xe sang. New York, năm 1964. Kính chào quý khách, tôi là Gira, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cậu hãy tư vấn cho tôi một chiếc xe ô tô tốt nhất nha. Dạ vâng ạ, chuyện đó là chuyên môn của tôi. Tôi sẽ chọn cho ngài một chiếc xe ô tô tốt nhất hiện nay. Mời ngài đi theo tôi. Thưa ông, đây là những chiếc đời mới nhất hiện nay của cửa hàng chúng tôi. Chúng có những ưu điểm như thế nào? Cậu hãy trình bày rõ tôi nghe xem nào. Công suất của chiếc Mercedes 600 này là 247 mã lực ở 4.000 vòng tua, cho xe đạt được vận tốc tối đa là 204 km/h. Hiện tại chỉ có một số ít xe có thể đạt được tới vận tốc này. Đáng kể nhất là công nghệ phun xăng điện tử sẽ giúp xe chạy tiết kiệm được nhiên liệu hơn rất nhiều so với những dòng xe trước đây. Hệ thống giảm chấn của xe dùng hệ thống giảm chấn bằng khí nén mới nhất kết hợp với lò xo để xe vận hành êm thuận hơn khi vào đường sốc. Nội thất của xe có hệ thống lò sửa đôi mới nhất sử dụng chung với hệ thống máy lạnh trong xe. Cửa kính xe là loại cửa kính điện mới nhất hiện nay, không cần dùng tay quay để kéo cửa kính lên xuống mà chỉ cần nhấn nút để điều khiển. Ngoài ra, xe được trang bị radio và đầu đĩa nghe nhạc. Ôi, xem ghi ra kìa, cậu ta thật chuyên nghiệp. Vị khách ấy có vẻ đang rất hài lòng về việc tư vấn của cậu ấy. Nhưng còn về phụ kiện thay thế về sau sẽ như thế nào? Chi phí cho việc thay thế ấy có quá đắt đỏ không? Vâng, vì các linh kiện của xe khá hiện đại nên phụ tùng thay thế sẽ có chi phí tương đối cao. Tuy nhiên, chúng tôi có gói gia hạn thêm bảo hành xe, tổng thời gian lên tới 4 năm hoặc 100.000 dặm. Tùy vào điều kiện nào đến trước, quý khách sẽ được bảo hành xe hoàn toàn miễn phí ạ. Chắc hẳn ông mua chiếc xe không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả gia đình có thể sử dụng phải không ạ? Vậy thì chiếc này là phù hợp nhất đấy ạ. Thưa ông, dòng xe này phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Các bạn trẻ hiện nay cũng rất ưa chuộng loại này đấy ạ. Vậy sao? Thế thì phù hợp với tôi đó. Con trai tôi năm nay 20 tuổi. Ôi, vậy ạ? Cậu ấy chắc hẳn rất đẹp trai và ưu tú. Tôi tin chắc rằng Kira sẽ bán được chiếc xe này. Cậu thì sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ấy quả thực là một bậc thầy trong việc thuyết phục khách hàng. Chiếc xe này có giá bán là bao nhiêu? Thưa ông, chiếc xe này có giá 10.000 đô. Chi phí mua xe đã bao gồm cả phí về hợp đồng bảo hiểm xe. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách đăng ký xe và giao xe tận nhà miễn phí sau khi hoàn tất mọi thủ tục. Tốt lắm, tôi rất hài lòng. Tôi sẽ mua chiếc xe này. Vâng ạ, mời ông vào trong, chúng ta sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán ạ. Ghi ra cậu ấy giỏi thật, chúng ta cần phải học tập cậu ấy. Nhìn cậu ấy thuyết phục khách hàng thật chuyên nghiệp. Đúng đấy, nghe thế ai mà chả muốn mua xe chứ. Có chuyện gì thế nhỉ? Trông ông ấy có vẻ không hài lòng. Việc ký kết hợp đồng thế nào rồi kia đó? Hình như ông ấy hủy hợp đồng, ông ấy không muốn mua nữa. Gì cơ? Rõ ràng tôi thấy cậu tư vấn rất chuyên nghiệp và ông ấy có vẻ rất hài lòng kia mà. Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy chứ? Tớ cũng không biết lý do gì sao. Chẳng phải các cậu cũng thấy tớ làm rất chuẩn chuyên nghiệp mà đúng không? Đúng đó, sao lại thế này kia chứ? Hay vấn đề là nằm ở ông ấy? Rõ ràng từ đầu buổi đến bây giờ tớ chẳng làm gì không vừa ý ông ấy cả. Có lẽ ông ấy đã suy nghĩ lại, cần dùng số tiền ấy cho việc quan trọng hơn. Cậu biết đấy, số tiền để mua một chiếc xe không phải là nhỏ. Chắc chắn không phải vì lý do ông ấy cần dùng tiền cho việc khác. Nhưng nếu không phải vì lý do đó thì vì lý do gì bây giờ chứ? Mình đã làm rất tốt rồi mà. Không, không thể để mọi việc trôi qua dễ dàng như vậy được. Mình muốn gặp lại ông ấy để hỏi rõ vì sao ông ấy lại làm như vậy. Ông Eric ơi, mở cửa cho tôi với. Xin lỗi vì đã làm phiền ông lúc này, nhưng tôi thật sự có việc quan trọng muốn gặp ông. Ông Eric ơi. Chào ông. Cậu là ai vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Tôi đây thưa ông, tôi là nhân viên tư vấn ô tô cho ông sáng nay. Trời ạ, thì ra là cậu sao? Tôi đã nói là tôi không muốn mua ô tô rồi kia mà. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vâng, tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm. Tôi đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, vì không thể nào nghĩ ra được tôi đã sai ở đâu. Bởi vậy tôi mới mạo muội đến đây giờ này, mong ông chỉ bảo cho. Thật ư? Tôi có nghe nhầm không? Hiện tại cậu có chú ý nghe tôi nói không?
tôi đang rất chăm chú nghe ông nói. Nhưng chiều nay cậu vốn dĩ không hề chú ý nghe tôi nói. Tôi có cậu con trai tên là Jack, vừa đỗ ngành y ở trường đại học Michigan. Thành tích học tập của con trai tôi trong nhiều năm liền đều đạt loại xuất sắc. Vì vậy khi đỗ vào khoa này cũng đứng ở top đầu. Vậy là sau bao năm chăm chỉ học hành, con trai tôi bước đầu đã hoàn thành ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Cuối cùng tôi ngã lăn xuống đất và ngã trúng vào con mèo. Cậu Gira ơi, cậu có đang nghe tôi nói gì không? Vâng, tôi nghe đây thưa ông. Ông có thắc mắc gì về hợp đồng ạ? Cậu thấy con trai tôi học ngành đó tương lai sẽ thế nào? Ngành nào thưa ông? Tài chính ngân hàng hay quản trị kinh doanh? Tôi có nhiều bạn bè ở nhiều lĩnh vực lắm. Con trai ông muốn tư vấn ngành nào thì nói với tôi nhé. Tôi rất tự hào khi nói về con trai tôi, nhưng cậu lại không có phản ứng gì cả. Xin lỗi ông, nhưng tôi không hề có ấn tượng gì với điều ông nói cả. Đó chính là vì cậu không lắng nghe tôi như ban đầu. Cậu cho rằng đã bàn bạc xong vụ buôn bán, nên không những cậu không để tâm đến việc tôi nói gì, mà cậu còn mãi nghe nhân viên khác kể chuyện. Tôi... Khi tôi gọi mấy câu, cậu mới giật mình quay sang. Ban đầu cậu rất nhiệt tình với khách hàng, nhưng sau đó biết là đã bán được xe thì lại thờ ơ. Tôi không giận cậu vì cậu thờ ơ với câu chuyện của tôi, mà tôi cho rằng thái độ đó là của một người bán hàng không có tâm. Đã bán hàng không có tâm thì những lời nói trước đó của cậu chắc gì đã là chính xác. Đây chính là lý do vì sao tôi không muốn mua xe. Một trong những cách nhanh nhất, dễ dàng nhất để có được khả năng điều khiển người khác chính là lắng nghe họ nói bằng sự thông cảm. Chỉ cần bạn chăm chú lắng nghe thì họ sẽ có phản ứng tích cực và bạn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Joey Girard, người bán được nhiều ô tô nhất nước Mỹ. Sự tích tháp bút kim nhang. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một anh học trò nghèo, ngày ngày lên rừng đốn củi, bán lấy tiền ăn học và nuôi người mẹ già bệnh tật. Bởi ban ngày bận kiếm ăn nên ban đêm anh đốt củi học bài. Vì thế nên người anh ngày càng gầy gò và ốm yếu. Con chăm học là tốt lắm, nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Trời về đêm lạnh lắm đó, con vào nhà đi. Con sợ ánh lửa sẽ làm mẹ tỉnh giấc. Mẹ cứ vào ngủ đi, con học sắp xong rồi, kỳ thi sắp tới, con không thể để lỡ nó được. Nhưng nhà của mình nghèo lắm, tiền ăn cũng còn không có, biết lấy tiền ở đâu để con làm lộ phí lên kinh ứng thi bây giờ. Cũng tại mẹ nghèo khổ, lại bệnh tật, không thể kiếm tiền phụ con được. Mẹ à, mẹ đừng có nói vậy. Con chỉ cần mẹ thật khỏe mạnh, còn chuyện kiếm tiền lên kinh ứng thí, con chỉ cần chăm chỉ lên rừng kiếm củi là sẽ đủ thôi mà. Con tin trời sẽ không phụ lòng người đâu. Không những chăm chỉ, cậu lại còn là một con người có tấm lòng hết sức nhân hậu. Ăn đi, ta chỉ có cơm trắng thôi, đừng chê nha. Những con vật bị thương đều được chàng trai tốt bụng băng bó và chăm sóc một cách cẩn thận. Cậu với tôi với. Có chuyện gì vậy? À, thì ra là một chú hươu. Cứu tôi với. Trời ơi, sao chú mày bị thương nhiều thế này? Để ta xem nào, ta sẽ đi đắp thuốc về chữa trị vết thương cho ngươi. Ngươi đừng lo nha. Tôi e rằng chúng ta không có cơ hội sống sót đâu. Sao ngươi lại nói như vậy chứ? Trời ơi. Bởi vì chính ta sẽ ăn thịt cả hai ngươi. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ ư? Thân ngươi lo còn chưa xong, còn nghĩ tới chuyện bảo vệ ai chứ? Khôn hồn thì tránh ra đi, nếu không cả
người cũng sẽ bị thiệt mạng đấy. Nhất định ta sẽ không để người ăn thịt hươu đâu. Có giỏi thì bước qua sát ta đi. Cả hai người tới số rồi. Hôm nay ta sẽ có một bữa no nê. Ôi, đau, đau quá. Người hãy chạy đi. Con hổ đó sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Cảm ơn chàng, ân cứu mạng này nhất định tôi sẽ trả. Chàng trai trẻ, hãy cứu ta, cứu ta với. Cứu ngươi, để ngươi lại ăn thịt ta ư? Không, nếu ngươi cứu ta, từ giờ ta sẽ hứa không làm hại những sinh vật nhỏ bé nữa. Hơn nữa, chân ta đã bị thương thế này, ta sẽ không thể làm gì hại ngươi được nữa đâu. Cứu, cứu ta với. Nghe lời van xin của hổ, chàng trai mềm lòng đành dùng sức đẩy cành cây ra khỏi chân hổ. Con hổ được cứu, vừa bất ngờ vừa xúc động. Hổ xoay lại nhìn chàng trai với lòng biết ơn. Cảm ơn chàng trai tốt bụng, ta sẽ báo đáp ơn cậu nếu có thể. Không cần, chỉ cần sau này ngươi hứa giữ lời, không hại người, hại vật nữa là ta vui rồi. Cứ thế, chàng trai tốt bụng lại cứu những con vật đáng thương gặp nguy hiểm khi đi trên đường, cho tới một ngày. Trời sắp có giông bão, nguy quá, mẹ mình đang ở nhà một mình. Lũ sắp về sao? Nguy quá, nguy quá, lũ về, phải trốn ở đâu đây? Nguy quá, lũ về rồi. Các người hãy ở tạm cây đá này nha, đợi nước rút rồi hãy ra ngoài, nhớ phải cẩn thận đấy. Lũ về rồi kìa bà con ơi, mọi người lên núi, kéo bị lũ cuốn trôi mất. Đúng vậy, lũ về rồi, cẩn thận mọi người ơi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đây. Mẹ đây, mẹ đây rồi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mẹ không sao, nhưng nhà bị ngập hết rồi, đồ đạc bị trôi hết trơn rồi con ạ. Mẹ không sao là con yên tâm rồi. Để con cõng mẹ lên núi, nước rút chúng ta sẽ về nha. Đồ đạc đã bị nước lũ cuốn trôi đi cả rồi, mẹ con mình biết sống sao đây? Sách của con sắp tới kỳ thi rồi, chẳng lẽ ông trời không muốn con lên kinh ứng thí sao? Ông trời ơi, sao lại bất công với mẹ con tôi như vậy chứ? Vậy là mình đành lỡ mất kỳ thi năm nay rồi. Ai, ai vậy? Chàng trai trẻ tốt bụng, chúng tôi đến giúp cậu đây. Thật vậy ư? Đúng vậy, trước đây cậu đối xử tốt với chúng tôi, giờ là lúc chúng tôi trả ơn cậu. Chúng tôi sẽ giúp cậu để cậu có đủ sách vở, lều chổng lên kinh ứng thí. Hãy tin ở chúng tôi. Hay đúng vậy, một mình cậu có thể không làm hết được, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau giúp cậu. cảm ơn nhiều. Và thế là những con thú đã mang đến cho chàng trai rất nhiều gỗ, bạc để làm lều chổng dự thi. Chúng cũng kiếm rất nhiều hoa quả và thức ăn mang tới cho chàng để chàng yên tâm học hành. Sách vở đã có đủ, nhưng bút và nghiên của ta đã bị lũ cuốn trôi hết rồi. Phải làm sao đây? Tôi nghĩ ra rồi, tôi là cậu ông trời. Tôi sẽ lên trời lẻn vào dinh cơ của Ngọc Hoàng, sau đó sẽ trộm bút và nghiên của Ngọc Hoàng về cho cậu. Ừ, nhưng như vậy nguy hiểm lắm. Không sao đâu, tôi sẽ trở về. Thế là Cốc lẻn vào phòng của Ngọc Hoàng,
tìm cách ngậm lấy bút và nghiên của Ngọc Hoàng mang về cho chàng trai lên kinh ứng thí. Kẻ nào dám cả gan trộm cả bút và nghiên của ta, Thiên Lôi đâu? Mau đi tìm và đánh hắn cho ta. Chết rồi, bị Ngọc Hoàng phát hiện rồi. Ôi, bút và nghiên của ta. Từ trên thiên đình, nghiên rơi xuống vỡ tung tóe và tạo thành những cái hồ xung quanh. Còn bút văng ra một nơi xa và tạo thành ngọn núi màu đen mà ngày nay người đời hay thường gọi là núi Kim Nhang. Cốc bị giữ lại và dẫn tới trước mặt Ngọc Hoàng. Biết không thể giấu việc trộm đồ thiên đình, Cốc thật thà kể lại sự việc vì sao mình đi trộm bút nghiên mực. Và có một chàng trai trẻ tốt bụng lại hiếu thảo ham học đang đợi mình ở dưới hạ giới. Ra là vậy. Đúng thật là một chàng trai tốt bụng. Nếu làm nên sự nghiệp, ắt hẳn giúp ích cho đời. Được rồi, nếu vậy ta sẽ cho chàng trai đó một chiếc bút và nghiên mực khác thay thế. Nhất định ta sẽ lên kinh ứng thí. Ta sẽ làm bài thật tốt để không phụ công mọi người. Và không phụ công của mẹ cũng như những con vật tốt bụng, chàng trai trẻ lên kinh ứng thí, làm bài thật tốt và đổ đầu bản vàng, được vua phong làm Trạng Nguyên, vinh quy bái tổ về làng. Tháp bút Kim Nhang mỗi ngày mọc một cao. Người ta cho rằng đó là điềm lành mà Ngọc Hoàng đã ban phát cho vùng đất này. Sinh ra những nho học cũng giống như chàng trai trẻ nhân hậu và tốt bụng như trên vậy. Tháp bút Kim Nhang thực chất là khác với tháp bút ở Hồ Gươm. Trong khi tháp bút ở Hồ Gươm vốn nổi tiếng với người dân trên mọi miền tổ quốc với những dòng thơ bất hủ. Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài nghiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai xây dựng nên non nước này. Thì tháp bút Kim Nhang lại là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn của xứ Nghệ với những án thơ đầy lãng mạn. Ngất tầng xanh một dải Thái Sơn, phải chăng đây là đỉnh Kim Nhang? Phong cảnh ấy thần tiên ai xếp đặt? Mây vờn cửa động hồn mang mát, rêu vẽ sườn non ánh mập mờ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!